Tiếp tục kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 13, sáng nay các đại biểu Quốc hội đã thảo luận về kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2011-2015, quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020 và việc thực hiện chương trình trồng mới 5 triệu hectare rừng. Thảo luận về quy hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015 và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020, các đại biểu cho rằng cần rút kinh nghiệm từ những mặt được và chưa được trong thực tiễn vừa qua, như tình trạng sử dụng đất lãng phí, quy hoạch đất còn nhiều bất cập, chuyển đổi đất nông nghiệp sang công nghiệp chưa hiệu quả. Đất dành cho cảng biển, cảng hàng không, cụm công nghiệp, khu công nghiệp rất nhiều, trong khi đất dành cho giao thông, giáo dục thì vẫn hạn chế. Nhiều hai ý kiến sau đây. Thứ nhất là về thực hiện kế hoạch sử dụng đất, không nên quy hoạch thêm đất cho các cụm công nghiệp, khu kinh tế và khu công nghiệp nữa. Trong báo cáo chính phủ thì dự kiến tăng thêm 128.000 ha so với năm 2010. Vì trong số đất được quy hoạch đến năm 2010 của các khu công nghiệp và cụm công nghiệp là 100.000 ha thì đến nay tỷ lệ lấp đầy rất là thấp như tôi vừa mới nêu và hiệu quả cũng rất là thấp. Cho nên đề nghị chính phủ tạm dừng cái việc quy hoạch thêm đất cho các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Trong cơ cấu đất nông nghiệp đến năm 2020, đất lúa giảm 308.000 ha, còn lại 3.812 ha, trong đó 10 năm tới giảm 114% so với 10 năm trước. Đề nghị chính phủ sử dụng đến đâu thì cắt đến đó, chứ không để cắt một loạt ra và để không như cái giai đoạn vừa rồi. Các đại biểu cũng nhấn mạnh đến quy hoạch đất cho nông nghiệp, đặc biệt là đất trồng lúa, cần phải bảo đảm tính lâu dài, tránh tình trạng chuyển đất nông nghiệp sang công nghiệp mà không phát huy được hiệu quả. Để bảo đảm được cái 3,8 triệu hecta này, tôi đề nghị có hai nhóm. Nhóm chính sách làm sao chúng ta bảo đảm nâng cái mức thu nhập đời sống cho người nông dân trồng lúa. Cái thứ hai là có chính sách rất rõ cho những tỉnh mà giữ chân ruộng để làm lúa trong vấn đề trợ cấp ngân sách, giải quyết những chính sách cho địa phương mà không phải lo cái chuyện là phá đất nông nghiệp, đất trồng lúa để làm công nghiệp. Thảo luận về việc thực hiện dự án trồng mới 5 triệu hecta rừng toàn quốc, các đại biểu cho rằng kết quả có ý nghĩa quan trọng nhất là nhận thức về công tác trồng và bảo vệ rừng trong nhân dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ, qua đó huy động được rất lớn nguồn lực của nhân dân với tỷ lệ 73,5% tổng kinh phí đầu tư của dự án này. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạn chế tồn tại được các đại biểu phân tích như chưa đánh giá được mục tiêu đầu tiên và quan trọng nhất của dự án. Đó là an ninh môi trường, bảo tồn nguồn gen và bảo tồn tính đa dạng sinh học của rừng. Để thực hiện chế độ tiền lương mới, tôi đề nghị cần rà soát quy hoạch lại 3 loại rừng một cách hợp lý, ưu tiên cho rừng sản xuất, kết hợp phòng hộ để tạo ra sản phẩm cho phát triển kinh tế xã hội và đẩy mạnh công tác giao đất khoán rừng. Hai, việc sắp xếp bộ máy quản lý lâm nghiệp ở địa phương còn chồng chéo, như chi cục kiểm lâm và chi cục lâm nghiệp nên sát nhập thành một chi cục để đủ mạnh trong quản lý, giám sát thực thi lâm luật. Ngoài ra, các đại biểu Quốc hội cũng kiến nghị báo cáo của chính phủ cần phân tích kỹ hơn về kết quả thực hiện mục tiêu về chất lượng rừng, về khả năng sinh thủy, bảo tồn đa dạng tính sinh học, cung cấp cho đại biểu những thông tin cơ bản liên quan đến kết quả thực hiện dự án, quy rõ trách nhiệm xử lý vi phạm, góp phần trong việc bảo vệ và phát triển rừng. Cũng trong phiên họp sáng nay, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2012. Theo đó, tổng thu ngân sách nhà nước năm 2012 dự tính là 762.900 tỷ đồng, bao gồm cả 22.400 tỷ đồng thu từ năm nay. Tổng dự toán chi cân đối ngân sách nhà nước là khoảng 903.100 tỷ đồng, bội chi khoảng 4,8% so với tổng sản phẩm trong nước GDP. Cũng theo nghị quyết, từ ngày 1 tháng 5 năm 2012, thực hiện mức lương tối thiểu là 1.050.000 đồng một tháng, phụ cấp công vụ 25% cho cán bộ công chức, lương hưu và trợ cấp ưu đãi của người có công tăng bằng tốc độ tăng lương tối thiểu. Theo nghị quyết, một số loại phí sẽ được chuyển dần sang giá dịch vụ theo hướng tính đúng, tính đủ chi phí gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục y tế. Phát hành 45.000 tỷ đồng vốn trái phiếu chính phủ trong năm 2012 đầu tư cho lĩnh vực giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục quan trọng đã được Quốc hội cho phép. Tăng cường quản lý các khoản chi ngân sách nhà nước, nhất là chi đầu tư xây dựng cơ bản, vốn trái phiếu chính phủ, chương trình mục tiêu quốc gia, chống thất thoát lãng phí, tham nhũng, quản lý chặt chẽ các khoản chi thường xuyên theo đúng dự toán được phê duyệt.